Thanh Hà xin thân ái kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với kênh Lovely Life USA. Tết đã sắp đến rồi. Hôm nay Thanh Hà sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một món ăn thật là cổ truyền vào ngày Tết của chúng ta, đó là thịt kho với trứng. Sau đây Thanh Hà sẽ cho quý vị xem tất cả những thành phần của cái món ăn này. Ở đây Thanh Hà có vừa thịt ba rọi và thịt đùi. Tại vì á, thịt ba rọi thì nó ngon lắm, nhưng mà mấy đứa bé nó không có thích ăn, tại nó có nhiều mỡ, cho nên Thanh Hà phải trộn thêm thịt đùi nữa. Vì mấy đứa nhỏ chỉ ăn nạc này thôi, có miếng mỡ này á, là nhìn cho nó đẹp đẹp, trong trong vậy thôi các bạn. Rồi kế đến là Thanh Hà sẽ có trứng gà, trứng cút nữa. Đó, tại vì á, ở đây á, mình có một cái ngôi nhà nó gọi là Hoàng Gia Trang, nó nuôi gà nuôi cút nhiều lắm, đó là em gái của mình nên hay đùa giỡn gọi là như vậy. Thì đây là trứng gà mình đã đi lượm ở bên Hoàng Gia Trang, cũng như là trứng cút. Mình có một ly đây nè, nó tươi lắm các bạn ơi, ăn vô rất là khác thường, không có giống như là trứng cút và trứng gà mình mua ngoài chợ đâu. Giờ Thanh Hà sẽ luộc trứng nha. Như vậy á, là các bạn sẽ có một cái nồi nước lạnh, lạnh nha các bạn, đừng có để cho nó nóng hoặc là sôi gì hết, là cứ bỏ từng trái trứng vào. Rồi bây giờ Thanh Hà sẽ cắt thịt để mình kho nha các bạn. Thịt này là Thanh Hà đã ngâm giấm với muối khoảng 15 phút, rồi rửa lại sạch sẽ, cạo da sạch sẽ đó. Rồi mình mới cắt ra từng miếng như thế này. Với cái số lượng là 2 kg thịt heo đó, thì Thanh Hà sẽ làm khoảng chừng 5 củ hành tím và 10 tép tỏi như thế này. Hai trái ớt đỏ lớn, ớt sừng này nó coi vậy chứ nó rất là ngọt, nó không có cay xíu nào hết, chỉ the the thôi. Và một trái chanh. Một lát nữa Thanh Hà sẽ sắc nhỏ ra và giã nó. Đó, mình đâm nó ra thì như vậy nó có cái nước thơm nó tiết ra nhiều hơn. Và mình cho chanh vào nữa để ăn chi các bạn biết không, để cho cái miếng thịt nó được trong và nó được thơm. Ở đây Thanh Hà có 10 muỗng canh đường phèn đó các bạn. Mình kho thịt với lại đường phèn đó, nó rất là ngọt thanh, nhẹ nhàng lắm. Đây là các loại gia vị mà Sarah sẽ dùng ngày hôm nay cho cái món thịt kho với trứng nè các bạn. Hành, tỏi, ớt, chanh, đường phèn, bột nấm, nước mắm, tiêu hột, xì dầu ngọt, tức là sweet soy sauce đó, rồi muối. Đó, chút xíu nữa Thanh Hà sẽ trộn hết tất cả mọi cái gia vị vào thịt để ướp khoảng chừng nửa tiếng nha các bạn. Thanh Hà đang đứng giả hành, tỏi với ớt không? Mình thật sự là giả đó, như vậy nó mới thơm. Chứ thiệt ra nè, nếu mà các bạn muốn xay hay là bằm nó cũng ok, nhưng mà Thanh Hà thì Thanh Hà thích cái kiểu này hơn. Giả xong, chúng ta đổ hành, ớt, tỏi vào cái thau như thế này, và các gia vị khác vào luôn. 10 muỗng canh đường phèn nha các bạn. Bột nấm, muối, muối, là bát một trái chanh vào đây. Nước mắm đây mình có 5 muỗng canh. Thơm quá, thơm mùi chanh quá. Rồi mình đổ hết tất cả các hỗn hợp này vào đây. Bây giờ mình trộn nó lên, mình cứ lấy tay mình massage nó. Massage nó khoảng chừng nửa tiếng là mình kho được rồi. Và
làm cái này á, là mình làm cái đường phèn nó mới ngon, nó thanh lắm mà có mùi chanh nữa, nó thơm lừng luôn. Sau khi bếp sôi á, là Thanh Hà để trứng, tắt bếp và để trứng khoảng chừng 10 phút nữa. Thì giờ nó được rồi nè các bạn. Thanh Hà vớt nó ra một thau nước lạnh nha, hoặc là nước đá cũng được nữa, càng tốt như vậy á, lúc mà mình lột vỏ nó dễ lắm. Một lít nước dừa và một lít nước trắng. Cái nước dừa Sarah dùng đó là coconut soda, ở đâu cũng có bán hết các bạn, chợ nào cũng có bán hết. Nếu mà có nước dừa tươi thì tốt thì dùng nước dừa tươi, còn không thì mình cứ việc go ahead and dùng cái Cocorico này, nó rất là ngon. Thanh Hà đã kho nhiều lần lắm rồi. Quý vị ơi, Thanh Hà có một cái trick nhỏ nhỏ này đó, là khi mà mình kho thịt với trứng á, thì mình nên dùng cái tăm nhỏ đây nè. Sau khi mình lột trứng ra rồi đó, thì mình đi nhẹ nhẹ đó, mình hơi hốt nó, đâm nó nhẹ nhẹ chút xíu. Mỗi trái trứng như vậy thì nó sẽ thấm ngon lắm đó. Nếu mình có thì giờ, nếu mình không có thì thôi, nó cũng ok. Nhưng mà theo như Thanh kinh nghiệm á, thì Thanh Hà thấy là nó thấm ngon lắm. Có đôi khi đó, người ta chỉ luộc trứng lòng đào thôi thì người ta không có cần phải ghim nó như thế này. Nhưng mà thật ra mình luộc lòng đào nó cũng hơi khó rồi đó. Cho nên thôi mình cứ luộc cho nó chín lên đi, rồi mình cứ lấy cái kim, cái tâm ghim nó thế này. Nước nó đã sôi sủi tâm rồi nè các bạn. Nó chỉ sủi tâm nha, đừng có để nó sôi sùng sục ha. Thì mình sẽ gắp thịt mình cho vào. Rồi bây giờ là mình thả trứng vào luôn. Người ta thường á cho trứng vào sau, nhưng mà Thanh Hà lại thích cho trứng vào lúc này luôn, để cho nó ngấm nó mới ngon. Thanh Hà thích ăn là cái trái trứng đó, nó thiệt là thấm, nó chắc lại. Vào lúc này đó các bạn, là Thanh Hà cũng cho nước màu vào luôn nha. Nước màu này Thanh Hà đã thắng sẵn và cho vào cái lọ như thế này. Thì Thanh Hà sẽ cho vào 3 muỗng tablespoon, tức là muỗng canh đó. Nếu mà các bạn không có thắng nước đường được đó, sweet soy sauce, hiệu ABC, đó là cái hiệu mà Thanh Hà hay dùng, thì các bạn cũng có thể dùng cái nước sweet soy sauce này để cho vào lúc này luôn đó. Hoặc là trong cái quá trình mà các bạn nấu mà các bạn thấy là nó vẫn còn lạc đó, thì mình cứ cho thêm vào. Ví dụ bây giờ nè, mình cho 3 muỗng, một lát nữa mình thấy nó còn lạc thì mình lại cứ cho thêm một muỗng nữa, ví dụ là như vậy đó. Nhưng mà mình phải nấu cho một thời gian đã, mình nấu khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau mình sẽ coi cái màu như thế nào nha. Lúc này là Sarah giảm lửa rồi đó các bạn đó, đến khoảng chừng số 4 đó, medium á, thì Thanh Hà sẽ dùng một cái giấy parchment, là cái giấy mà để chống dính đó. Đó, Thanh Hà đậy lại như thế này nè, để cho cái nước nó vẫn được đỏ thắm, nó đẹp. Giấy này đó mình đậy đó thì nó giữ được cái màu đỏ. Mình kho nãy giờ là được cỡ chừng một tiếng đồng hồ rồi đó, thì cái màu nó so far nó lên rất là đẹp. Nhưng mà chưa đâu, sẽ còn đẹp nữa. Bây giờ mình sẽ nấu thêm khoảng chừng nửa tiếng nữa rồi mình sẽ tắt bếp. Ngày mai mình nấu lại lần thứ hai thì lúc đó nó lên màu, nó càng đẹp nha các bạn. Cái món ăn này là thường thường mình phải nấu lửa thứ hai nó mới ăn thật là ngon đó. Bây giờ trong Sarah nấu thêm nửa tiếng nữa, tức là một tiếng rưỡi đó, Sarah tắt bếp. Trong thời gian đó nguyên một đêm á, là nó càng thấm vô thịt và trứng. Sáng mai Sarah thức dậy sẽ nấu thêm cỡ chừng nửa tiếng nữa là Sarah nghĩ là nó ngon lắm đó. Bây giờ Thanh Hà mở ra nó xem nó như thế nào nha. Một tiếng rưỡi rồi các bạn ơi. Đó. Bây giờ Thanh Hà sẽ đậy nắp lại. Và ngày mai
mình sẽ nấu tiếp nửa tiếng nữa. Bây giờ Thanh Hà sẽ cho tiêu vào, Thanh Hà rất là thích có tiêu cho nó thơm. Nồi thịt kho trứng của chúng ta đã xong hoàn toàn luôn nè các bạn. Cái màu rất là đẹp, thấy không nè. Đó, rồi lớp mỡ, lớp thịt, thịt đùi cũng có, thịt ba rọi cũng có. Rồi Thanh Hà cho vài trái ớt vào nữa để mình nấu luôn cho nó thơm đó các bạn. Đó, các bạn thấy thích không nè. Tiêu nữa, mình có cho tiêu vào đây cho nên những hạt tiêu nó nổi lên. Đó, khi mà các bạn làm ra đó mà cái nồi thịt của mình nó có cái màu màu cánh gián như vậy nè là nó hoàn hảo lắm đó nha. Quý vị các bạn ơi, Thanh Hà đã kho xong nồi thịt rồi nè. Thấy màu đẹp không? Trái trứng cũng rất là thấm, màu cánh gián nâu nâu vàng vàng rất đẹp, và những miếng thịt nó cũng mềm vừa luôn đó các bạn. Nó cộng thêm tiêu, hạt tiêu, những trái ớt màu đỏ cam trông rất là hấp dẫn phải không các bạn. Đó, để Thanh Hà thử lấy ra rồi mình sắn ra một miếng, nhất là cái trái trứng này mình coi nó thấm cỡ nào nha. Để Thanh Hà cắt cái trái trứng này ra để mình coi là bên trong nó thấm như thế nào. Đây nè các bạn, thấm không? Đây là cái lòng trắng nè, thấy không? Nó màu vàng đẹp luôn. Lòng đỏ cũng rất là vừa vặn, không có bị đen thâm gì hết. Và vài miếng thịt. Đó, các bạn thấy không, cái sớ thịt của nó nè, rất vừa vặn, không có bị nhừ quá. Hoàn hảo luôn. Đó, nếu mà mình ăn, mình có thể hâm vài lần nữa. Hâm một, đừng có để cho nó sôi, hâm nó vừa nóng lên thì ăn nó không có bị mềm. Mềm quá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời giờ quý báu để xem cái show này. Nếu mà quý vị và các bạn thấy thích đó, thì cho Thanh Hà một cái like và subscribe, và hơn nữa là share với lại các bạn mình luôn nhé. Chúc các bạn thành công và có một cái Tết thật là hạnh phúc, an khang và nhiều sức khỏe.